Hello, chào các bạn, chào mọi người nhá. Bữa nay mình đi xem tổ chim mật quỷ nhá. Mọi người đi theo mình nhá. Mình đang đi nhá mọi người nhá. Thế là nó lớn rồi mọi người ạ. Ô, nhìn thấy con mẹ, bố mẹ của nó. Trên cây nó vừa bay xuống mọi người ạ. Ở đây mình thấy một đôi. Đôi bố mẹ của nó. Nãy mình vừa thấy nhá, nó bay xuống đằng này rồi. Trời, lạc quan nó lớn rồi ạ. Sao biết bay rồi mọi người ạ. Nay mình phải cẩn thận tí. Nóng quá mọi người ạ. Mình cũng đã đến nha. Đã đến cây của mình nhá. Cây có tổ chim nhá. Giờ mình sẽ trèo lên nhá. Thấy bố mẹ nó vây luôn đấy. Giờ mình sẽ trèo nhá. Đấy, siêu phẩm của anh em đây. Đã lớn rồi mọi người ạ. Đẹp chưa mọi người? Mụ một tay mình luôn này. Hôm nay mình sẽ bắt về nuôi mọi người nhá. Lớn rồi. Xem nào, thôi thôi thôi, đừng có làm thế. Xem nào. Ngày này đến ngày mai là chắc là sắp bay rồi. Đúng hàng cho anh em nhé. Đây là mình đã xem trên mạng, trên TV ấy. Người ta gọi là chim mặt quỷ. Chim mặt quỷ nhá. Rất đẹp. Đẹp không mọi người? Vừa dài lắm. Một trống một mái luôn. Đẹp lắm mọi người ạ. Chị mang mình nuôi. Rồi mình sẽ mang xuống nha mọi người nha. Mang xuống đất rồi nha mọi người nha. Đây này. Gớm chưa? Mình sẽ huấn luyện nó nuôi thành chim săn nhá. Nghe nói loài này huấn luyện tốt đấy, thành chim săn, thành chim mồi ấy. Chim săn mồi ấy. Mình sẽ mang về nuôi, về chăm sóc tận tình nha.
Đúng một đôi luôn. Nếu có ba thì mình để cho nó một con, nhưng mà có hai thì mình lấy hai. Đúng là quật trúng con mái. Đây con mái này, con mái nó to hơn này, con trúng này, con trúng nó bé này, một trúng một mái nha. Mình sẽ mang về nuôi, sau này mình sẽ làm cái lồng, rất to để cho nó thả vào ghép đôi á, để cho nó sinh sản nha. Video của mình đến đây là hết nha. Các bạn thấy hay cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Xin kết thúc video tại đây nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã theo dõi kênh của mình nha. Mình mang mình nhà nha mọi người nha.